Đến với phần giao lưu với các anh chị diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim. Và nếu mà các anh chị phóng viên có những câu hỏi nào thì chúng ta chờ một tí xíu nữa, Ngọc Nhi sẽ mời các anh chị đặt câu hỏi dành cho các diễn viên của chúng ta các anh chị nhé. Ngày hôm nay thì rất là vui khi mà ở đây em thấy có mặt đầy đủ luôn, từ nhà sản xuất này, đạo diễn, các diễn viên trong phim nữa. Chắc là câu hỏi đầu tiên cho phép Ngọc Nhi xin được gửi đến nhà sản xuất phim của chúng ta, chị Thu Trang. Ngày hôm nay thì chị Thu Trang xuất hiện cùng với gia đình của mình luôn đúng không ạ? Có bé của mình đi theo nè, em có thấy. Thì chị có thể chia sẻ cho mọi người cái cảm giác lúc nãy mà chị ngồi bên dưới mà mình theo dõi cái đoạn trailer, cái đứa con tinh thần của mình được phát lên lần đầu tiên như vậy trên các màn ảnh rộng á, chị cảm thấy như thế nào ạ? Đầu tiên thì Trang xin rất cảm ơn mấy anh chị phóng viên cũng như là khách mời hôm nay đã có mặt đầy đủ tham dự buổi showcase của bộ phim Nhân Chơi Không Sợ Con Rơi. Trả lời cái câu hỏi của Ngọc Nhi thì cái cảm xúc của Trang ngồi ở dưới á, rất là xúc động. Bởi vì mọi người cũng biết đây là cái bộ phim mà đáng lẽ là nó phải chiếu được chiếu lâu rồi, nó phải được chiếu từ năm ngoái. Nhưng mà vì tình hình rất là khách quan là bệnh dịch đó, cho nên là phải để đến năm nay thì mới có thể ra mắt được khán giả. Cái cảm giác của Trang bây giờ cảm thấy vừa vui mà vừa xúc động vì cuối cùng bộ phim Cái Đứa Con Tinh Thần Của Mình cuối cùng cũng được ra rạp. Mọi người có một cái thắc mắc nữa là trong cái phim này chị Trang không có làm diễn viên mà chị thay một cái hình thức mới, đó là nhà sản xuất. Và cái vị trí này chị sẽ đảm nhận rất là nhiều trong cái bộ phim này và cũng dường lại gần như là hết cái sân khấu cho anh Tiến Luật luôn. Thì tại sao chị lựa chọn cái vị trí nhà sản xuất ạ? Thật ra thì tất cả các phim của nhà Trang làm thì lúc nào Trang cũng làm nhà sản xuất hết. Chỉ có duy nhất cái phim này là Trang khỏe hơn, là Trang không cần phải làm diễn viên, là mình chỉ ở phía sau mình lo những cái phần sản xuất thôi. Cho nên tại sao nó lại như vậy thì nó có rất là nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất là mình cảm thấy là mình không có vai nào mình thích hợp ở trong đây, để cho nên mình không thể nào mình cứ phim mình là mình phải đóng. Cái đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai nữa là cái khoảng thời gian đó thật ra là nó là cái gần cuối của một cái bộ phim khác Trang đang đóng.
Trang không có nhiều thời gian để tập trung cho một vai diễn mới nữa. Mình chỉ có thể làm tiền kỳ cho mình làm sản xuất, làm tiền kỳ cho bộ phim thôi, chứ mình không thể nào mà mình đảm nhận hai vai diễn và hai bộ phim cùng một lượt. Cho nên là mình mới quyết định là vừa phải hoàn thành cái vai diễn mình đang đóng, và vừa phải làm sản xuất cho một bộ phim của nhà mình, và vừa phải tìm những diễn viên phù hợp cho những cái nhân vật mà mình chuẩn bị đập bấm máy. Đó là em hỏi về nhà sản xuất, rồi bây giờ em hỏi đạo diễn thì ạ. Từ cái tên thôi, mọi người cũng đã cảm thấy rất là thích thú và tò mò nữa. Dân chơi, không sợ con rơi. Anh giải thích giúp mọi người đi ạ. Sao là dân chơi, sao là con rơi? Chắc mọi người hồi nãy mọi người cũng có coi qua cái trailer thì một phần nào đó cũng nói lên cái tính cách nhân vật của bạn Lục trong phim là nhân vật Quân á. Thì mình nói Lục thì cho mọi người dễ hình dung là một cái kiểu bad boy, kiểu dân chơi, kiểu sống bất cần đời, kiểu một người thích chinh phục phụ nữ. Thì cái hậu quả của anh ta sẽ là một cục vàng từ trên trời rơi xuống, mà có khi ngay từ đầu không ai nghĩ đó sẽ là một cục vàng, người ta sẽ nghĩ nó là cục nợ. Nhưng mà cái chữ không sợ ở đây nó là cả một cái quá trình của nhân vật Quân trong phim, khi mà anh ta phải vượt qua những trở ngại, những cái sợ, nỗi sợ của anh ta để anh ta nhận được cái phần thưởng là cái niềm hạnh phúc mà đó giờ anh ta chưa bao giờ anh ta nghĩ được là mình sẽ có. Trước khi có cái tên chính thức này thì mình có phải là đắn đo giữa nhiều cái tên khác không ạ? Dạ đúng. Dạ, tại thường là trong một bộ phim khi mà mình đặt ra một cái tên đầu tiên để mình có một cái đường đi theo cái kịch bản, theo những cái mà mình mong muốn trước, rồi sau đó ekip, sau khi mà phim đã hoàn thành thì ekip sẽ chọn, mọi người sẽ cùng nhau đưa những cái ý kiến nào tốt nhất để chọn ra một cái tên thật là tốt, thật là ý nghĩa và cũng thật là đồng điệu với bộ phim, cũng như là dễ mang đến cái cảm xúc cho quý vị khán giả nhé. Dạ, và rõ ràng đây là một cái tên rất là ấn tượng, nghe cái nhớ liền. Dạ, cảm ơn. Dạ, em muốn hỏi diễn viên chính của chúng ta anh Tiến Lục ạ. Dạ, anh chia sẻ về cái hành trình làm một người cha bất đắc dĩ trong cái phim này đi ạ. Mọi người đang rất là tò mò. Alo. Dạ, xin chào anh chị phóng viên. Dạ, cảm ơn anh chị phóng viên đã tới đây ủng hộ cho cái buổi showcase ngày hôm nay. Cái hành trình của cái phim, của cái nhân vật này thực sự ra ban đầu là Luật khi mà Luật bắt đầu dự án này thì Luật không nghĩ là mình sẽ làm cái vai Quân. Thực sự Luật không nghĩ mình làm cái vai Quân. Và khi mà đọc kịch bản tới lần thứ hai thì Trang mới nói là anh ơi, cái này anh hợp, anh làm đi. Và Đông cũng thuyết phục. Rồi xong rồi mấy người anh em ngồi cũng nói ừ em hợp á, Luật ơi làm đi. Thì mình mới đào sâu vô cái vai này mình làm. Thì cái ngày đầu tiên mà để vừa gặp bé Thỏ là tự nhiên mình lại có một cái tình cảm với bạn. Ngày cast lần đầu tiên là mình thấy mình thích, và từ đó là cái vai này nó không gây cho Luật quá nhiều cái sự khó khăn, vì chỉ khó khăn nhất là mình quay ở xa nhà, mình quay khoảng thời gian một tháng trời mình không được gần vợ gần con mình, có khoảng thời gian khó khăn đó. Nhưng mà nhìn xung quanh thì ai cũng vậy, dân Trang cũng không có được gặp gì hết. Nhưng mà dân Trang còn đỡ là chồng lâu lâu còn chạy lên chạy xuống đồ này kia, còn ôm ấp đồ này nọ. Còn Đông thì cũng giống như Luật luôn, là hai người là không có gặp nhau luôn. Ủa em cũng có xuống thăm anh mà anh. Lúc em xuống là gần hết phim rồi. Ủa sao tự nhiên bây giờ phải như vậy? Cho Trang bổ sung một chút xíu là cái quá trình mà thuyết phục anh Luật vào cái vai Quân này cũng rất là cực khổ. Tại vì đây là một diễn viên, có thể là một diễn viên hiếm hoi không chịu đóng vai chính mọi người ạ. Cứ mà phải không, anh không thể nào đóng vai chính, anh không thích đóng vai chính, cho anh đóng những cái vai nào phụ thôi, cái vai nào mà bên rìa mà vui vui thôi, không đừng để anh đóng vai chính. Mà thuyết phục rất nhiều mà vẫn không, thuyết phục rất lâu, và không những Trang và Quỳnh Đông, rồi một bạn bên sản xuất, điều hành sản xuất, rồi nói anh Luật ơi anh hợp đó anh ơi, anh ấy đi chị, em thấy chị Trang nói đúng đó, mà không, anh không hợp vai chính được, anh không thể nào đóng vai chính, mà cứ như vậy đó.
nhưng mà cuối cùng thì cũng chịu làm. Xong rồi nó không, anh ráng anh đọc kịch bản kỹ lại giùm em đi, em nghĩ cái vai này hợp với anh á, một cái màu khác của anh á, anh ráng đọc kỹ giùm em đi, thì ảnh mới chịu. Mà ừ thôi để anh ráng anh đọc. Đọc xong rồi nói giờ anh thấy sao, nói ừ thì anh cũng thích vai đó, nhưng mà anh chỉ sợ là anh bị áp lực cái vai chính nữa, anh lại bị vai chính, anh cứ bị là cái vai chính là cái diễn viên, nghĩ là chắc một trong số ít diễn viên không chịu đóng vai chính là anh Luật á. Em hiểu, tại vì bây giờ vai chính nó phải là đẹp trai, phải sáu múi, phải mình nghĩ trong mắt mình nó phải là vậy, nó phải có một cái hình ảnh mà đẹp mà để cho khán giả khi mà vừa chiếu lên cái khán giả người ta thấy ồ. Anh ơi, em nghĩ vai chính là phải đẹp nhân vật thôi anh. Nhân vật nó phù hợp với mình là đẹp nhân vật là nó đã thành công rồi, chứ đâu phải vai chính nào cũng đẹp đâu. Dạ, nhưng mà khoan à, cho em hỏi mọi người đi anh, à, có đẹp trai không mọi người? Đẹp trai thì vỗ tay cho anh Lường một cái cho anh tự tin đi. Đó, mọi người nói đẹp trai đó anh ạ. À, những tiếng vỗ tay đến từ gia đình tôi. Anh em phóng viên không ai vỗ hết. À có một vài người. Dạ em cảm ơn rất nhiều, đó là một động lực để em tự tin vào cuộc sống này. Dạ, mới đầu thì mọi người nghĩ là anh Luật đóng cái vai này khi mà chị Trang, nhà sản xuất phim, rồi nóc nhà nó mà kêu anh đóng là anh không dám từ chối. Nhưng thực ra là phải năn nỉ hả chị? Không, phải không. Trong công việc là tụi anh không có việc, không có chuyện mà ép nhau được đâu em. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm ở chung với nhau, Trang thuyết phục được anh làm một cái việc mà từ đầu anh cảm thấy là ok, anh không có thích làm. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, chắc có lẽ là sau này lớn tuổi rồi mình cũng sợ đó cưng. Sợ không còn cơ hội để làm thêm một cái vai chính nào nữa. Tại vì thật sự ra là không phải gì, nhưng mà Luật thì thuộc cái dạng là rất là kén vai. Rất là kén mình, với lại từ đó giờ mình làm mình hơi bị là cái nào mình sẽ là cái sở trường của mình, hoặc là những cái nào mình cảm giác là mình sẽ làm tốt đó, thì mình sẽ rất là tự tin. Cho nên là đang nghĩ là cái vai này phải là một cái bạn, nó phải dân chơi chút xíu, phải chất chơi chứ. Còn mình nhìn mình thì không phải là một cái người mà chất chơi, mình là một cái kiểu người nó kiểu nó nhìn cái mặt nó hiền hiền đó. Không có đâu, anh tự nghĩ anh hiền thôi à, chứ không. Em nghĩ mặt anh rất là dân chơi luôn á. Anh dân chơi ngầm ở bên trong á, mà anh nhiều khi anh chưa biết cái bên trong của anh. Nếu anh đã chơi ngầm thì làm sao em biết? Nhưng mà nhưng mà khi mà đọc kịch bản xong rồi mình thấy ồ, ở đây có nhiều cái có nhiều cái phân đoạn mà mình đọc mình rất là thích. Cho nên là mới quyết định nhận cái vai này. Dạ. Em tin chắc rằng là các anh chị phóng viên báo chí ở đây cũng có câu hỏi và rất nhiều. Đó là một trong những lý do mà đầu tiên mình không muốn nhận cái vai này là vậy. Tại vì trước đó là Luật cũng đã đóng một cái vai mà diễn chung với một em bé sơ sinh đó, nó rất là cực. Và cái feel của mình với lại em bé mình sợ lắm. Mình sợ là ẩm lên rồi quay những cảnh chạy đồ này kia, rất là sợ. Nhưng mà sau đó thì Đông đã có cách làm rồi, thì khi mà Đông thuyết phục được thì ok, lúc mà ra làm phim trường thì tất cả mọi thứ nó an toàn, thì mình mới đủ tự tin để mà mình làm. Cái phần mà làm việc với lại trẻ em thì chỉ có 1-2 ngày đầu là lúc mà em bé còn nhỏ thì mình sợ thôi, nhưng thực sự bé rất là cộng tác luôn. Còn làm việc với cô gái này thì trời ơi, bạn này rất quá chuyên nghiệp rồi. Nói chung là tất cả mọi thứ bạn là một cái năng lượng cho Luật á. Khi mà ra phim trường, khi mà quay những cảnh mà hai cha con vui đùa với nhau, thì những cái cảnh đó là gọi là nó làm mình cảm thấy rất là thật. Mình giống như là một cái cuộc sống bình thường vậy. Cho nên là nếu mà nói khó khăn thì không có khó khăn với lại nhân vật là nữ này đó. Còn cái mà vui nhất trong lúc mà quay cái phim này, lúc là bé còn trẻ sơ sinh, sáng sớm ở Củ Chi thì Luật với lại Quỳnh Phương đang tung tăng. Quỳnh Phương thì đi lấy đồ ăn sáng chuẩn bị cho Luật ăn, thì con bé mẹ của cô con bé đó kêu là chú Luật ơi, chú Luật ẩm con để chụp tấm hình nha. Thì đang ẩm thấy ủa sao thấy tự nhiên cái tay mình nóng nóng ta. Nói, ok thôi nè, con trả mẹ lại nè để cho chú Luật đi ăn nha. Cái xong cái đứa ta lên trời ơi, vàng không mà chuẩn bị ăn mì gói rồi. Nó trời ơi, rồi thôi trời ơi, cười quá trời cười luôn. Mà hai cũng nói là phim này chắc chắn là sẽ thắng, bởi vì vàng đồ quá trời trong đây.
Câu hỏi thứ hai của anh nữa là về cái hình ảnh dân chơi đó, ngoài đời thực hay là tuổi trẻ của anh có như vậy không ạ? Anh từ nhỏ lớn không có chơi em, anh hiền không chơi. Hỏi Phương, anh với Phương không có giờ, tụi anh chỉ đi làm ăn thôi. Nói thật sự ra thì hồi nhỏ thì có nghịch, có quậy phá đó, nhưng mà không phải là cái kiểu mà chơi kiểu giống như trong phim. Bởi vì về ngoại hình thì ngày xưa mình không phải được kiểu giống như là ai nhìn cũng thích, ai nhìn cũng thích, không có kiểu đó. Cũng có chơi mà chơi lắc nhắc chứ không có chơi mà đại trà kiểu này. Chơi hơi hơi chứ chơi xong đúng không? Chơi, chơi mà không tới nơi tới chốn á, chơi nửa về vậy đó. Đúng rồi. Dạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Thì là khi mà mình có cái mối quan hệ là vợ chồng thì có thể là các xe sẽ được tính theo kiểu là của chồng công vợ không ạ? Thì chị có thể chia sẻ thêm được không? Dạ em cảm ơn ạ. Cảm ơn câu hỏi của chị. Cảm ơn câu hỏi của em. Câu hỏi em thực tế quá. Chị xin phép trả lời câu hỏi thứ hai trước nha. Thật ra là vậy nè mọi người, anh Lục á, ngoài ra ảnh thích cái vai này. Khi mà sau khi nghe tất cả mọi người thuyết phục, ảnh suy nghĩ lại một thời gian sau, ảnh suy nghĩ lại ảnh thích cái vai này rồi đó, thì ảnh vẫn phải đặt điều kiện cho Trang, một cái điều kiện ảnh mới chịu đóng cái vai này, là nói là anh sẽ đóng cái vai này, anh không cần tiền lương, anh không có cần lương, em khỏi trả lương cho anh cũng được, nhưng mà phim chiếu ra có doanh thu anh mua cho em, mua cho anh chiếc mô tô được không? Thì mình đang cần diễn viên quá mọi người. Thật ra chắc ở đây nhiều người cũng biết là Trang là không có thích anh Luật đi mô tô, cho nên á là khi mình đang cần diễn viên quá, mình lấy cái cương vị là nhà sản xuất, mình hứa là ok anh đóng đi, thì khi mà phim có doanh thu thì em cân nhắc rồi em sẽ nghĩ tới chiếc mô tô cho anh, chứ bây giờ nghĩ là em cũng đã không nghĩ rồi. Thì có đây là một cái lời hứa dành cho anh Luật, là cái cát-xê của ảnh là không cần trả, nhưng mà để phim coi phim sao rồi mình sẽ có cái lời hứa thứ hai. Còn Trang xin trả lời cái câu hỏi đầu tiên là hỏi gì ta, là hỏi là thì sau ta trả lời từ đầu, từ câu nhất câu hai đi. Không, tự nhiên mình ấn tượng vô câu hai xong không rồi về câu đầu quên. Câu hai ấn tượng á, mình phải trả lời trước. Dạ, tức là lần này chị làm nhà sản xuất trong một cái bộ phim tình cảm gia đình như thế này, nó khác như thế nào so với một phim hài hay hành động trước đây ạ? Khác thì khác nhiều chứ, tại vì những cái phim hành động hài trước đây thì như mọi người biết là sở trường của nhà Thu Trang rồi. Còn cái phim mà về gia đình này á, nói là lần đầu tiên làm á, thì đúng là lần đầu tiên Trang sản xuất, nhưng mà về cái mà mặt mà tìm diễn viên làm sao cho phù hợp, hay là về cái mặt mà cảm xúc của nhân vật như thế nào mới đúng, thì cái đó là Trang với Đông ngồi bàn tính với nhau rất là nhiều. Rồi ngay cả anh Lục cũng vậy, khi mà Trang đi coi anh Lục quay thì anh Lục diễn đồ ABC các kiểu, xong mà Trang cảm nhận cái nhân vật như thế nào, Trang cũng có góp ý anh Lục, rồi cũng nói Đông ơi, Đông thấy vậy được hay không. Thì nói chung là đây là một cái thế mạnh của một ekip. Bởi vì Trang rất là thích những cái phim về tình cảm gia đình như vậy. Trang cũng đã nhận đóng một số vai cũng giống cái đề tài như vậy, giống như là phim Mẹ Mưa với lại Bé Nắng. Thì Trang rất thích những cái đề tài này, cho nên Trang nghĩ đây là một cái đề tài rất hay, và Trang đang muốn truyền tải cái năng lượng gia đình một cái rất là tình cảm. Thay vì tình cảm mẹ con, nhưng mà bây giờ mình lấy một cái tình cảm cha con, mà cha với lại con gái nữa. Thì Trang đang muốn mọi người cảm nhận được cái tình yêu đó của một người cha đối với một đứa con như thế nào. Trang nghĩ đây là một bộ phim, nếu mà mọi người tin Trang thì Trang nghĩ đây là một bộ phim rất là cảm động và rất là nhân văn. Trang cảm ơn. Dễ thương ha, chồng đóng chính vợ khen phim hay. Vé chắc có hành tiền mua luôn. Không, em đang nói thiệt mà, anh đừng nói vậy. Dạ vâng ạ. Không biết quý vị còn có câu hỏi nào cho diễn viên? Cảm ơn câu hỏi của anh. Thật ra thì như mọi người cũng biết là bây giờ một cái phim điện ảnh đó, mình không thể nào đầu tư dưới 20 tỷ. Cái phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi cũng vậy, thì nó cũng trầm trèm đâu đó và nó hơn con số đó, bởi vì nó cũng trải qua 2 kỳ PR marketing rồi, cho nên là kinh phí thì cũng có đội lên. Còn về nói về tình hình mà
rạp phim như bây giờ như xúc chiếu đồ các kiểu thì mọi người cũng biết thị trường phim Việt bây giờ nó không được giống như trước đây nữa. Khi mà một bộ phim tốt ra rạp, được PR marketing tốt thì chắc chắn sẽ có được khán giả đến xem. Nhưng mà bây giờ tình hình rạp phim thì mọi người cũng biết là đôi khi một phim tốt đó PR cũng rất là mạnh, nhưng mà lại khán giả cũng dè chừng là không biết là có nên đi xem hay không, phải đợi là feedback cũng như là phải đợi là word of mouth ở trên social đồ các kiểu để coi như thế nào. Thì cái doanh thu nó bị kéo lên rất là chậm. Từ đầu năm tới nay thì cái thị trường phim của mình thì Trang thấy là như vậy. Nhưng mà Trang vẫn tin là thị trường phim điện ảnh mình đang trên cái đà hồi phục. Và cái phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi này Trang cũng hy vọng nó là một trong những bước tiền đề để mà hồi phục lại cái nền điện ảnh Việt Nam trong năm nay. Xin được cảm ơn chị. Và còn anh Tiến Lực thì sao ạ? Dạ. Em thật sự quên câu hỏi anh. Quên thiệt, em nãy giờ em ngồi lúc mà Trang ngồi nói chuyện em cố nhớ mà nhớ không ra. Anh có ai nhớ nhắc tôi cái lần đầu Tiến Lục đóng vai chính. Dạ. Thì là có nghe Tiến Lục chia sẻ trước đó là Tiến Lục là đầu tư hơn 200% công sức của mình. Dạ. Để vừa chứng minh cho Thu Trang thấy là Thu Trang chọn không làm người, thứ hai là muốn cho khán giả thấy là cái năng lực diễn xuất của Tiến Lục là như thế nào, thì Tiến Lục có thể chia sẻ thêm về cái sự tâm huyết và đầu tư cho cái vai diễn này để mà mọi người thấy được một Tiến Lục có thực sự có khả năng, chứ không phải là vì dính với tên tuổi Thu Trang mà mới có cái cơ hội này. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của anh. Thực sự là khi mà em bắt đầu em nhận dự án này rồi thì em đã tập trung từ đầu cho nó rất là nhiều và cái chuyện mà chứng minh cho vợ em thì em không cần chứng minh, em không cần làm điều đó, vì một cái mà em muốn làm nhất là đây là một cái vai diễn mà em không có diễn hài, em chỉ làm một cái nhân vật nó khác tất cả những cái nhân vật trước đây em làm, nhân vật nó có chiều sâu hơn và có tâm lý nặng hơn, và đặc biệt nữa là em diễn với một bé gái trong giai con mình, nó và đi quay ở một cái nơi xa, đi quay ở châu đó cả tháng trời, thì nó gồm nhiều yếu tố đó mà mình phải cố gắng thật nhiều, tại vì lúc đó là em, lúc mà em đi quay thì em có nói với lại Trang là em muốn cái nhân vật mà đóng cái vai mà chở em đi qua vượt biên là Quỳnh Phương, vì lúc đó là em với Phương có, khi mà em ngồi em nói chuyện với Phương về cái kịch bản này thấy Phương rất là mút với lại cái vai đó, thì em nghĩ là ok, vậy thì anh với lại em sẽ cùng nhau làm cái hành trình này. Và khi ra ngoài quay thì em cảm nhận được là đông với em là bạn bè, nhưng mà khi ra quay thì đông là đạo diễn, em là diễn viên, cái nhiệm vụ của em là phải làm cho đạo diễn cảm thấy là cái scene nó ok, và đông rất là khéo, tại vì đông với em là bạn bè, nên khi mà mỗi lần mà không phải là mới lúc ra là em quay được liền đâu, em quay có nhiều cái phân đoạn em quay cũng chưa có được á, và em đang loay hoay em không biết là phải như thế nào, vì đây là cái giai diễn đầu tiên của em. Thì đông cũng có tới góp ý với em, rồi cũng nhẹ nhàng, nói chung khi em ra ngoài, ngoài sự cố gắng của em thì mọi người xung quanh giúp cho em rất là nhiều, và em cảm ơn điều đó. Còn khi mà làm xong cái bộ phim này, khi mà xem lại rồi thì thực sự không phải là của mình nói nó hay, nhưng mà em làm, nhưng mà khi mà em xem lại thì cảm xúc của em nó vẫn như vậy, nó vẫn rưng rưng, nó nước mắt vẫn rơi này kia, nói chung là mình cảm thấy vậy là mình không có uổng cái công mình làm. Còn cái chuyện còn lại là hy vọng là sẽ chạm được trái tim của khán giả, chạm được trái tim của tất cả mọi người. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của anh. Cảm ơn anh ạ. Mời anh Huỳnh Đông. Em xin trả lời câu hỏi của anh. Thì trước đó em có đóng một vai trong phim Đồng Mặt, thì đó là vai trò là với em là vai trò diễn viên, thì em nhận được lời mời của Lý Hải. Còn với lần này với bộ phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi thì em nhận được lời mời của hai vợ chồng bạn già, em hay gọi hai người bạn của em là vậy. Hai người bạn đã tin tưởng em, tại vì chắc là
hai bạn cũng ngoài ngoài cái chuyện là hai bạn cũng có một gia đình, cũng có một gia đình yêu thương, hai bạn cũng nhìn thấy em ở điều đó, em cũng có một gia đình và em yêu thương gia đình mình, thì đó là những cái tố chất quyết định để mình hình thành được cái bộ phim này. Tại vì đây là một bộ phim về gia đình, về tình yêu thương. Nó sẽ là những cái trải nghiệm của em, của Luật, của Trang và tất cả các bạn diễn viên còn lại, để chúng em đưa những cái tố chất đó của chính bản thân mình vào trong bộ phim. Như Luật nói là tụi em đã cố gắng hết sức về cái chuyện để làm sao mang được cái cảm xúc của mình chạm đến được với cảm xúc của quý vị khán giả xem phim. Và tới thời điểm hiện tại thì em không dám nói gì ghê gớm, nhưng mà em tin là khi quý vị khán giả xem xong, mọi người sẽ đều thấy được nếu mình là người con, mình sẽ thấy được tình cảm của cha mẹ. Còn mình đã là cha mẹ rồi thì mình sẽ thấy được hình ảnh của mình trong đó, và mình cần phải thêm gì, sửa chữa gì, hoặc là mình phải thương con mình hơn như thế nào. Dạ, em xin hết. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị Trai ạ. Dạ, tới em. Em cảm ơn anh rất là nhiều luôn á. Anh nhắc em mới nhớ luôn á, là Đông làm bao nhiêu phim điện ảnh thì hình như cũng có mặt em. Bây giờ em mới nghiệm ra luôn. Thật ra thì đúng á, anh nói đúng á anh. Anh Đông với em, gia đình anh Đông với gia đình em chơi với nhau mà cũng rất là thân. Cho nên để nói là có cắt đất chi đạo diễn. Dạ không, nhưng mà chưa anh, để em nói hết nè. Có nghĩa là lúc nào anh gọi nhận cuộc điện thoại của anh Đông, là mở máy lên cái là anh Đông nói: Trang, kỳ này mày chơi với anh cái này nha. Lúc nào cũng là mày chơi với anh cái này không. Cho nên là vì cái câu nói đó mà cái vai nhỏ béo cũng chơi, mà cái vai bự cũng chơi. Trang nhớ là cái lần đầu tiên là cái vai lớn nhất làm với anh Đông, anh Đông với vai trò đạo diễn là vai phim Oán. Lúc đó là mình lúc đó là còn chưa lấy chồng luôn. Dạ, thì là chơi với anh Đông cái phim đó, khi mà anh Đông, đó là cái phim điện ảnh đầu tiên của anh Đông. Dạ, xong rồi sau đó là Hạnh Phúc Của Mẹ, thì mày chơi với anh nhà này nha. Dạ anh, 4 phần đoạn. Nói chung là ok, anh Đông kêu là em sẽ đi thôi, em không cần biết cái vai diễn đó như thế nào. Rồi tới kỳ này thì là anh Đông cũng là một trong những cái sự lựa chọn của em, là em sẽ tham gia phim của anh. Là tại vì lúc nào anh Đông cũng rất là tâm huyết và thấy cái sản phẩm của anh như là Hạnh Phúc Của Mẹ nè, là em cảm thấy khi mà anh làm về một cái đề tài gia đình, luôn luôn lúc nào em cũng sẽ có một cái niềm tin là nó sẽ rất là đầy tình cảm trong đó. Bởi vì ít nhất là thấy gia đình của anh là thấy rồi, nó yêu thương vô cùng. Một cái lời thứ hai, một cái lần thứ hai nữa mà em nghĩ là em phải nhận lời cái phim này, là tại vì là của chị Thu Trang với anh Tiến Luật, là cũng là những cái người đồng nghiệp với em từ khi mà mấy anh em mình còn mới nhiều dòng nghề, làm chung với nhau từ cái phim truyền hình. Cái thời mà còn sống. Ủa, giờ là đẹp hơn. Mọi người thấy mình đẹp mà đúng không? Đừng làm em quê mọi người à. Thì thật ra là chị Trang lúc trước thì chị Trang cũng đã có mời em một cái lần một phim, là em nhớ là phim Nắng Ba đúng không chị? Dạ, lúc đó, nhưng mà lúc đó là mới vừa sanh em bé xong, còn mập quá chưa có dám nhận cái lời mời của chị. Xong rồi thì bây giờ không nhất, người thường người ta nói là nhất quá tam ba bận, bây giờ mà không làm thì đợi tới lần thứ ba sẽ rất là lâu, mà qua hút ba lần nữa rồi là chắc là chị không mời luôn. Cho nên là không, nhất định là lần này dù bận thế nào là cũng phải sắp xếp để tham gia phim của chị Trang. Mà thấy cái background phim của chị làm phim nào cũng thắng, làm phim nào cũng thắng, nhìn và thấy ham luôn. Cho nên là nếu một phim này không có cái mặt của mình trường lên thì tiếc thiệt là tiếc. Cho nên là giá nào cũng phải nhận. Dạ. Còn mai mốt mà chị Trang với anh Đông có mời em nữa hay không thì cười. Thì phải coi cách em ăn ở với nhà sản xuất làm sao. Dạ. Nhưng mà vai này thì có hay không? Dạ, thật ra cái vai này thì em chia sẻ với mọi người là nó... em nhận cái vai diễn này em hoang mang lắm. Em rất là hoang mang luôn, là tại vì nó không giống em một chút xíu nữa hết luôn. Thường á, ở trong các bộ phim này á, là bỏ con giữa chợ. Còn em thì thường là em bỏ chợ, bỏ cuộc vui để em ở bên con em. Nó hoàn toàn khác với lại cái tính cách của em. Tuy nhiên thì khi mà em nhận cái kịch bản xong rồi, và em đào sâu ngồi xuống cái nhân vật này cùng với anh Đông, anh Luật với Huỳnh Phương, mấy anh em cũng ngồi xuống nói chuyện với nhau rất là nhiều về những cái vai diễn trong bộ phim này, thì mình mới thấy được một cái điều là cái nhân vật này
em tin một cái điều là không có bà mẹ nào mà muốn bỏ con của mình hết. Phải có một cái gì đó nó dữ dội lắm mà mình không phải là họ cho nên là mình không có hiểu được. Thì em muốn xây dựng một cái nhân vật người ta nhìn vào có thể là người ta trách, nhưng mà ở một cái mặt nào đó thì người ta cũng cảm thấy rất là thương cái người phụ nữ này. Cho nên là đó là cái mà em nghĩ là một cái thông điệp cũng rất là hay, mà để cho em phải cố gắng để em hoàn thành cái nhân vật này cho nó tốt. Thật ra là cũng hoang mang lắm, và em nghĩ là cái hoang mang của em nó cũng đồng điệu với cái hoang mang của cái nhân vật trong cái bộ phim này. Nhân vật của em á, là tại vì cổ cũng bỏ con cổ, nhưng mà cổ cũng khó khăn lắm, bỏ con xong rồi quay lại đòi con đó. Cho nên là cũng sẽ có rất là nhiều những cái tình huống vui vẻ, hài hước, éo le ở trong cái bộ phim này, mà em hy vọng là mọi người xem mọi người cũng sẽ cảm thấy thích thú với cái bộ phim. Anh nói kể chuyện vui là Tông mà gọi cho Trang á chơi với anh cái này là Trang đi liền, thì anh với Phương cũng vậy. Phương có đâu biết mình quay ở châu đốc chơi với anh cái này, tại vì bạn là quay bên Pháp TV là mỗi một tuần là bạn phải quay 2 số. Chơi với anh cái này ok anh trai, rồi ra ngồi bàn kịch bản chưa nói quay đâu luôn, tới gần ngày đi. Ủa đi đâu, đi châu đốc quay dữ vậy cha? Ừ đi châu đốc mà, giờ mày bỏ thì anh kiếm ai giờ? Không được rồi, để em sắp xếp rồi lên đó nhá. Ông lên 3 ngày chạy về Sài Gòn, lên 3 ngày chạy về Sài Gòn đâu. Ê, tôi mệt lắm rồi nha. Không, em cũng chia sẻ luôn. Thì khi mà em nhận lời xong rồi là tại vì mày chơi với anh tưởng Sài Gòn xong đúng không? Dạ đúng rồi, xong rồi em ok luôn. Xong cái tới gần ngày quay nói là dạ em quay gần 2 tuần ở với An Giang. Nói trời đất ơi, làm sao mà em có thể đi được khi mà chồng em không cho phép. Nhưng ngộ lắm mọi người ơi, phim của anh Đông dù có đi đâu chồng em cũng cho em đi. Dạ, nhớ cái phim Oán là quay ở Đà Lạt gần cả tháng trời là cũng cho đi luôn. Uy tín ghê lắm hay sao đó không biết, mà chồng em mê Đông lắm, xong rồi là cho đi cho nên là em cũng là do là chồng em mê Đông. Hàng gì đó hay cho thật ha. Dạ không, thật em chia sẻ một cái nữa thôi. Trong cái câu chuyện của em thì chắc là sau này chắc là mọi người sẽ không có hỏi em nữa cho từ đây cho tới cuối cái buổi ngày hôm nay, cho nên em chia sẻ luôn là cái vai diễn của em là diễn ở An Giang, mà ekip sản xuất thương em lắm, rất là thương luôn. Mọi người biết là từ trước tới giờ thì em rất là ngại, không có dám bỏ con đi, cho nên là lúc nào tối là cũng phải ở nhà với con hết. Ekip sản xuất thương lắm, hiểu tâm trạng của em, cho nên là sắp xếp ở dưới An Giang em ngày quay ngày nghỉ, ngày quay ngày nghỉ, ngày quay ngày nghỉ. Tại vì nó theo bối cảnh đó, cho nên là em một ngày em xuống em quay xong em lên xe em về lại thành phố 6-7 tiếng đồng hồ, xong rồi sáng là tối ngày hôm sau nữa là em xách xe em chạy xuống, có nghĩa là em cứ đi cứ về cứ đi cứ về mà 5-7 lần như vậy luôn á. Dạ, nói chung là kỷ niệm nhớ. Dạ vâng ạ, sau những chia sẻ của các diễn viên chúng ta thì chúng ta thấy nói giấu thì cũng không phải là giấu gì, nhưng mà mình có từng cái giai đoạn để mà mình đi marketing á, chứ không lúc đầu mình tung ra hết thì nói chung nó cũng không còn gì để cho khán giả tò mò hết. Giống như bây giờ trong cái lúc này là showcase gần tới cái ngày mà công chiếu thì mình sẽ có từ từ mình ấy ra từng nhân vật thì mọi người sẽ cảm thấy thú vị và hấp dẫn hơn. Dạ, cảm ơn những câu hỏi của anh rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì chắc là em mệt. Làm bản thân ở ngoài đời nó mệt hơn là trong phim. Dạ. Tại sao ạ? Thì ở ngoài anh bào ghê lắm. Từ trước giờ mình nổi tiếng là đi bào rồi, mà giờ chơi với anh bào còn dữ hơn mình nữa. Nên là ở ngoài là chơi với anh bị tốn kém nhiều lắm. Còn trong phim thì hai anh em đã chơi thân ở ngoài rồi thì bước vào trong phim thì nó có nhiều cái lợi thế, tức là rất hiểu ý nhau, diễn nó ăn khớp với nhau. Nhưng mà nó có một cái khó khăn đó là khi mà diễn những cảnh bi thì nó sẽ nó hơi khó xíu, là nhìn mặt nhau nó diễn bi thì nó hay bị xì á, nên là cần phải tập trung rất là nhiều ở những cái cảnh bi đó. Còn là chị Nguyên Thảo, em biết là trong cái vai này mình là vai tư mẫn đúng không chị ha? Em ra đồ là cái vai này thét ra lửa và chồng sợ mình lắm. Thì ở ngoài chị là người như thế nào, có giống cái nhân vật đó không ạ? Có xíu nào giống không? Không có chút xíu nào giống, ở ngoài em hiền lắm. Với lại em còn sợ anh Phương hơn. Anh Phương mới là người khó tính ở ngoài nè, chứ không phải là như ở trong phim là anh Phương sợ em đâu. Thì không anh? Phải. Em biết anh Phương từ lúc đi học, tại vì hai anh em học chung nên em biết anh Phương rất khó tính. Dạ. Nên là những cái, ví dụ có những cái phân đoạn nhỏ nhỏ hay là biểu cảm nhỏ nhỏ của em á mà em chưa có được
thì anh Phương cũng nhắc em, cũng nói nhỏ nhẹ anh Phương rất là thương em, chỉ cho em những cái nhỏ như vậy. Nãy giờ thì mình đã hỏi cười tươi thì chắc là mình rồi đó. Xin mời Bảo Thi, cô Nhi hỏi một xíu ha, con có thích vai diễn này không? Và nãy giờ con xem, con thấy mình trên màn ảnh thì con thấy sao? Dạ con rất là thích vai diễn này. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều vì đã cho con cơ hội để xuất hiện trên màn ảnh rất là to này. Rất là to. Thì cô Nhi hỏi thêm cái nữa nè, hôm nay xuất hiện rất là xinh luôn, như một nàng công chúa vậy đó, có cái nơ trên đầu nữa. Nhưng mà đóng trong phim đó thì vào vai một cô bé nhà nghèo, không có được trang điểm, không có được tô son xinh xinh. Thì con thích làm sao? Thích hình ảnh nào hơn? Dạ con thích vai diễn này hơn. Vậy sao hôm nay đẹp dữ vậy ta? Hình như cô hỏi thêm cái nữa nha. Cô được biết là con từng hợp tác với lại chú Huỳnh Đông rồi, đúng không? Và lần này mình là diễn viên, chú là đạo diễn. Thì con thấy hai cái lần hợp tác nó có khác nhau hay không? Dạ có. Lúc mà con còn nhỏ là con đóng phim Lật Mặt chung với chú là chú vào vai kẻ xấu. Chú rượt đuổi gia đình con thì chú diễn rất là hay và con rất là sợ chú. Còn qua đây là chú làm vai đạo diễn, chú đã chỉ con những cảnh tình cảm, hài hước, buồn hoặc vui. Con thấy chú rất là giỏi và con cảm ơn chú rất nhiều. Xuất sắc hoa hậu thân thiện tương lai. Phim trước con sợ chú nhưng mà con không có mang nỗi sợ này qua đây, con thấy chú như một người khác vậy hả? Dạ đúng rồi con. Không biết là quý vị có công nó là như vậy và nó rất là hợp với Luật là bị lóng ngóng, tại vì mình chưa bao giờ làm cha, thì bây giờ vẫn vậy rồi, vẫn chưa bao giờ làm cha cho nên là sẽ bị lóng ngóng này kia. Chính vì điều đó mà cái giai đoạn mà bé Thỏ nó lớn, nó như một người bạn của Luật chứ không phải là con, nó như một người bạn, nó chia sẻ, thậm chí là nó là người răn đe Luật. Cái nhân vật của Quân này nó khá là thú vị. Khi mà con mình lớn rồi mà mình giống như bạn của con mình vậy đó, nó khá là thú vị. Cho nên là mình càng làm mình càng thích cái nhân vật này. Và từ đầu thì Luật đã xác định là nó không phải là Luật. Chính vì nếu như mà nó là Luật thì chắc chắn là trong cái phim này nó sẽ có rất nhiều cái phân đoạn hài từ nhân vật Quân. Nhưng mà Đông Luật cũng đã nói với Luật là bạn không được diễn hài phim này, hài để cho người khác chứ không phải bạn, cho nên là từ đầu nó không phải là Luật rồi. Và Luật với Đông thì có bàn luận, thậm chí là có tranh cãi nhiều lần chứ không phải một lần nữa, rất là nhiều lần, nhưng mà đó là trên phương diện công việc thôi. Còn giống như cái câu mà bạn nói là phía sau người, cuộc sống phía sau người nghệ sĩ thì có ảnh hưởng gì, thực nghĩ là thật sự là tất cả những người nghệ sĩ họ đều có những cái trải nghiệm trong cuộc sống, thì đó là một cái vốn sống rất là quý để mà họ đem lên sân khấu, họ đem lên màn ảnh. Và Luật cá nhân Luật thôi nha, Luật nghĩ cái người nghệ sĩ nào mà có một cái tuổi thơ dữ dội, có một cái cuộc sống nó hơi gập ghềnh á, thì cái cảm xúc của người đó sẽ lên khi lên màn ảnh, khi mà quá thân nhân vật sẽ tốt hơn là một cái người mà sống nó bình lặng, nó không có trải nghiệm. Ví dụ giờ đóng một cái vai yêu nhau thất tình thì ít nhất trong cuộc đời của bạn phải từng bị thất tình rồi thì bạn mới hiểu được cái nỗi đau đó. Nó Luật nghĩ vậy thôi, không biết là mọi người nghĩ sao, nhưng mà cá nhân của Luật thì Luật nghĩ vậy. Cảm ơn câu hỏi của bạn rất nhiều. Dạ, vâng, cảm ơn anh ạ. Nói với cái câu chuyện này về cái phần biên kịch đó, thì Đông được hợp tác với chị Toto Chan hay còn gọi là chị Bích. Là người chị biên kịch cùng với Đông đã từng làm nên cùng với Đông, cùng với chị Kim Lê Bắc đã làm nên cái Hạnh Phúc Của Mẹ. Và lần này hai chị em lại tiếp tục làm với nhau với bộ phim này. Tại vì bộ phim này nó thứ nhất là hai chị em đã hợp tính nhau, và thứ hai là nó hiểu được cái cách thức làm việc của nhau như thế nào. Và cái thứ ba nữa là bộ phim này nó được cảm hứng trên một cái nền tảng của một bộ phim gốc khác. Và sau này thì mọi người sẽ biết. Cho nên là để việc hóa hết tất cả mọi thứ nó để trở thành một bộ phim Việt thì cái đó cực kỳ nó quan trọng. Làm sao cái mục tiêu đầu tiên của Thu Trang, Tiến Luật và của Đông cũng như là của chị biên kịch là làm sao để mọi người xem bộ phim này mọi người thấy được đây là một bộ phim thuần Việt, dù
sau này nó, dù đây là một bộ phim chuyển thể dựa trên cảm hứng của bộ phim phim gốc Mexico, cái đó cực kỳ khó. Thì cái điều quan trọng nhất là mình đặt cái bối cảnh của nhân vật đó nằm ở đâu để cho mọi người thấy được đây là cái cuộc sống của người Việt. Thì nên là Đông với chị Minh Kỳ đã quyết định đưa nó về vùng đất An Giang, Châu Đốc, để cái câu chuyện nó vừa xảy ra dựa trên đúng theo cái nguyên tác, và cũng mang cái tố chất những cái văn hóa của người Việt Nam mình một cách rõ rệt nhất. Rồi cái thứ hai là hồi nãy bạn có hỏi là cái gia đình, ai cũng biết cái gia đình nó như thế nào á, thì mình sẽ làm mới một bộ phim về đề tài gia đình như thế nào. Thì thực sự đúng là ai cũng biết đó, gia đình như thế nào, nhưng mà thực sự ai có hiểu rõ cái chữ gia đình như thế nào hay không, đó mới là quan trọng. Ví dụ như Đông định nghĩa cái gia đình Đông nó khác, Vương Trang định nghĩa cái gia đình Vương Trang khác. Khi mà làm việc chung thì em rất là tự tin về cái việc đó anh. Và cái anh nói là có lo lắng khi mà khán giả nhìn thấy em cái mặt mắc cười, thì em nghĩ là có thể là coi trailer hay là coi cái teaser, coi mấy những đoạn cắt ngắn ngắn thì họ sẽ mắc cười đó. Nhưng mà lúc mà coi từ đầu phim tới cuối thì em nghĩ là cảm xúc nó sẽ khác hoàn toàn. Vì bản thân em khi mà em đi lên phòng dựng em xem, và mỗi một lần lên dựng thì em đều dắt một người khác nhau lên để xem coi họ có cảm xúc với lại có cảm xúc với lại cái phim không. Thật sự ra là ai cũng nói là cái phim này là một cái phim mang nhiều cảm xúc. Còn hài thì đúng là sở trường, nhưng mà cái hài ở trong phim này là toàn bộ là tình huống không ạ. Toàn bộ là tình huống, và cái chuyện hài thì em không có lo. Còn cái chuyện cảm xúc thì cái phim này cái cảm xúc của nó sẽ nhiều hơn phần hài. Nhưng mà cái phần hài thì đạo diễn dàn dựng đặt để như thế nào đó thì mọi người xem phim mọi người sẽ thấy rõ. Dạ cảm ơn ạ. Và em nghĩ đôi khi đây cũng sẽ là một cái điều bất ngờ cho quý vị theo dõi những diễn viên của chúng ta. Dạ em tiếp lời của anh Luật là có lẽ mọi người sẽ nghi ngờ, có lẽ đương nhiên tại vì khi nhìn vào cái dàn cast thì mọi người sẽ biết đây là những diễn viên hài, sẽ nghi ngờ khi mà mình đóng bi thì như thế nào, khán giả sẽ cảm nhận ra sao, thì đó cũng là cái sự lo sợ của bản thân Trang khi mà lần đầu tiên Trang đóng vai mẹ Mưa trong phim Nắng rất là lâu về trước. Trang cũng rất là lo sợ cái vấn đề đó, tại vì mọi người khán giả đã nhìn mình rất quen với là diễn viên hài rồi, cho nên là rất sợ khi mình chỉ cần khóc thôi là khán giả đã mắc cười rồi. Nhưng mà cũng rất may mắn lúc đó nhà sản xuất tin tưởng mình rồi, tất cả mọi người ekip đều tin tưởng mình, cho nên mới tạo ra được một cái bộ phim như phim Nắng. Thì cũng như Dân Chơi Không Sợ Con Rơi cũng vậy. Có lẽ mọi người còn đang nghi ngờ về cái khả năng của dàn cast về diễn bi, diễn cảm động. Nhưng mà mọi người cứ cho Dân Chơi Không Sợ Con Rơi một cơ hội để mà chứng tỏ cho mọi người thấy được là đây là một bộ phim cảm động và một bộ phim gia đình cảm xúc thật sự. Bởi vì diễn viên á, tùy theo độ tuổi thì cái độ diễn xuất, cái độ chín mùi sẽ khác nhau. Và bản thân Trang cũng là một diễn viên và Trang cũng là nhà sản xuất, thì Trang nhìn thấy được là ở anh Luật đã tới một cái độ tuổi chín mùi trong cái diễn xuất, có thể diễn được những vai nào. Thì mọi người hãy tin tưởng vào Trang cũng như là cái tin tưởng vào Quỳnh Đông, những người ekip trong đoàn phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi, để mà có thể cho bộ phim Dân Chơi Không Sợ Con Rơi một cơ hội để chinh phục mọi người, để cho mọi người thấy được là diễn viên hài cũng có thể đóng được những cái cảm xúc, để cho mọi người chạm đến cảm xúc của mọi người. Còn về cái vấn đề tại sao mà Trang không đóng trong cái bộ phim này, thì lúc đầu Trang cũng có chia sẻ là thật ra là cái khoảng thời gian mà khi cái phim này quay ở An Giang là Trang còn vài phân đoạn cuối của một bộ phim trước. Trang chỉ có thời gian làm tiền kỳ trước đó cho cái bộ phim này và điều hành từ xa thôi, không có thể nào mà mình trực tiếp mình đi xuống An Giang được. Giống như mọi người chắc phải cho mọi người biết luôn là cái khoảng thời gian đó là Trang đang quay cái Chìa Khóa Trăm Tỷ, là có còn khoảng đâu là khoảng chừng mấy ngày nữa mới xong cái phim đó. Thì cái phim này đã quay ở An Giang rồi, cho nên là mình không thể phân thân ra được đóng hai bộ phim cùng lúc. Và bản thân Trang thì cũng không có nhân vật hợp với Trang trong phim này đâu.
Và Trang nghĩ là Vân Trang là cái người diễn viên mà hợp với cái vai này hơn Trang nhiều. Vân Trang hợp hơn, Vân Trang hợp hơn Thu Trang nhiều. Cho nên là hãy tin tưởng Quỳnh Đông chọn diễn viên. À, Quỳnh Đông không chọn Thu Trang, Quỳnh Đông cũng chọn Vân Trang thôi. Hãy tin tưởng cho Quỳnh Đông. Cũng như là bên Trang cũng rất cảm ơn mấy câu hỏi của các anh chị rất là nhiều. Nói chung là xin mọi người hãy cho Dân Chơi Không Sợ Con Rơi một cơ hội để mà chinh phục mọi người. Trang cảm ơn. Chuyện làm là chuyện của anh. Chuyện thấy là chuyện của chị, em phải hỏi chị. Chuyện con cái là chuyện trời cho. Mình không thể nào mình tự quyết định được em. Mình muốn nhưng mà cũng phải coi là duyên số trời cho như thế nào. Sự là muốn đó, nhưng mà sợ nó ra thêm thằng con trai nữa thì mệt lắm. Rồi lúc đó mình lại máu lửa lên nữa, mình bằng mọi giá mình kiếm con gái cho bằng được thì ra 3-4 đứa con trai luôn thì cũng mệt. Cho nên từ từ em, duyên số. Dạ, vâng ạ. Và rất là hy vọng tất cả quý vị chúng ta sẽ ủng hộ Dân Chơi Không Sợ Con Rơi để sắp tới là anh Tiến Luật sẽ có một chiếc mô tô quý vị nha. Vâng ạ, một chào bắt tay cho chiếc mô tô. Dạ, cảm ơn các chị rất nhiều và mời các chị sẽ quay về chỗ ngồi của mình để chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ạ. Vâng ạ, thưa quý vị, lúc nãy khi mà chúng ta ở bên ngoài chúng ta chụp ảnh